các câu chuyện trong Kinh Tân Ước. Giọng đọc Chí Nhân. Chúng ta sống trên thiên thượng với Cha thiên thượng trước khi chúng ta đến với thế gian. Chúng ta là con cái linh hồn của Ngài và có thể linh. Chúng ta yêu mến Ngài và Ngài yêu thương chúng ta. Cha thiên thượng dạy chúng ta về kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta. Nó được gọi là kế hoạch cứu rỗi. Nếu tuân theo kế hoạch của Ngài, chúng ta có thể trở thành giống như Cha thiên thượng. Kế hoạch này là nhằm cho chúng ta đến với thế gian và có được thể xác bằng thịt và máu. Chúng ta sẽ có được thử thách để xem chúng ta có chọn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế không. Kế hoạch cứu rỗi cung ứng một đường lối cho chúng ta để sống lần nữa với Cha thiên thượng. Chúng ta cần phải tuân giữ các giáo lệnh, nhưng chúng ta cũng cần sự giúp đỡ. Chúng ta cần các tội lỗi của mình phải được cất bỏ, và chúng ta cần thể xác phục sinh. Vì chúng ta không thể nào cất bỏ tội lỗi của mình hoặc phục sinh thể xác của mình, nên chúng ta cần một đấng cứu rỗi làm điều này cho chúng ta. Cha thiên thượng chọn Chúa Giêsu Kitô làm đấng cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng yêu thương chúng ta. Ngài đồng ý đến với thế gian để chỉ cho chúng ta biết cách sống ngay chính. Ngài cung ứng cách thức để cho tất cả chúng ta đều được cứu. Ngài đồng ý gánh chịu các tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng chịu chết và được phục sinh để chúng ta sẽ được phục sinh. Satan cũng muốn làm người cứu rỗi của chúng ta, nhưng nó không yêu thương Cha thiên thượng. Nó không yêu thương chúng ta. Nó muốn thay đổi kế hoạch của Cha thiên thượng để nó có được quyền năng và vinh quang của Cha thiên thượng. Một số con cái linh hồn của Cha thiên thượng chọn đi theo Satan. Điều này làm cho Cha thiên thượng rất buồn. Ngài khiến Satan và những người đi theo nó phải rời thiên thượng. Satan là quỷ dữ. Nó muốn các linh hồn đi theo nó, muốn chúng ta phạm tội. Cha thiên thượng phán bảo Chúa Giêsu tạo dựng trái đất cho chúng ta. Chúa Giêsu đã làm theo. Ngài tạo ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Ngài đặt cây cối và loài vật trên trái đất. Và giờ đây chúng ta đã có một trái đất để đến, và nơi chúng ta có thể xác bằng thịt máu. Có nhiều người đến sống trên trái đất. Một số người chọn tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế. Một số người khác thì không. Các vị tiên tri thời xưa dạy dân chúng về kế hoạch của Cha thiên thượng và về Chúa Giêsu Kitô. Các vị tiên tri đã nói rằng cha của Chúa Giêsu sẽ là Cha thiên thượng. Mẹ của Ngài sẽ là một người phụ nữ rất tốt, tên là Mary. Ngài sẽ sinh ra ở Bethlehem. Các vị tiên tri nói có nhiều người sẽ không tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi. Ngài sẽ giống như những người khác và không giàu có. Nhiều người sẽ ghét Ngài. Các vị tiên tri cũng nói về Gioan Baptist. Ông sẽ đến trước khi Chúa Giêsu đến và nói cho người ta biết về Ngài. Gioan sẽ làm phép báp têm cho Chúa Giêsu. Các vị tiên tri nói rằng Chúa Giêsu sẽ rất nhân từ và thực hiện nhiều phép lạ. Trước khi Ngài chết, Chúa Giêsu sẽ gánh chịu tội lỗi của tất cả mọi người để họ không phải đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhiều vị tiên tri biết rằng Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi của chúng ta, sẽ bị đóng đinh. Ngài sẽ bị đóng đinh vào một cây thập tự bằng gỗ và phó mạng sống của Ngài vì chúng ta. Sau 3 ngày, Ngài sẽ phục sinh. Linh hồn của Ngài sẽ tái hợp với thể xác của Ngài. Vì Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh, nên chúng ta cũng đều sẽ phục sinh. Kinh Tân Ước cho thấy rằng những lời của các vị tiên tri là chân chính. Đây là câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô và các sứ đồ của Ngài. Họ sống ở đất thánh. Nhiều người sống ở đó được gọi là dân Do Thái. Dân La Mã chiếm đóng đất thánh và họ cai trị dân Do Thái.